Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc máy cọ rửa nhà vệ sinh của hãng Ohela phiên bản mới nhất là phiên bản ONS03. Trên màn hình là phiên bản AW09 và phiên bản NS03 mới nhất. Ngoài việc có thiết kế khác nhau thì cái phiên bản mới có dung lượng pin cao hơn, tốc độ quay thấp hơn, thành ra là cái thời gian sử dụng nó sẽ được nhiều hơn phiên bản cũ. Tuy nhiên nhiều hơn là không đáng kể và tôi nghĩ cái phiên bản mới này nó sẽ có khác biệt về phần thiết kế thôi. Trước tiên chúng ta sẽ xem qua cái phiên bản cũ. Đây đóng gói, chúng ta sẽ có 3 cái đầu để các bạn lựa chọn khi mà làm vệ sinh. Và đây là phiên bản mới. Đóng gói hộp to hơn, mỏng hơn. Đi kèm thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Cái này bằng tiếng Hàn vì nó sản xuất cho thị trường Hàn Quốc. Đây là chiếc bàn chải sử dụng pin có kiểu dáng khá là gọn nhẹ. Đi kèm chúng ta sẽ có 3 cái đầu bàn chải để các bạn thay thế được. Bàn chải này sử dụng để làm sạch khe hoặc là các cái kẽ gạch. Còn đây là bàn chải sử dụng để làm sạch sàn. Cái việc thao tác tháo lắp thay rất là dễ. Còn đây là bàn chải tròn làm sạch các khu vực rộng. Có cả góc cạnh cũng được. Và đây là cái phần thân. Thân này chúng ta có thể lắp ghép để thay đổi cái khoảng cách chiều dài. Tối đa là được 1,07 m. Còn đây là phần thân chứa pin. Với thiết kế lắp ghép này thì các bạn có thể chọn được hai kích thước là khoảng hơn 1 m và 57 cm. Chúng ta lắp ghép rất đơn giản, cắm vào và khóa cố định. Đi kèm sẽ có dây sạc. Đây là cái cổng cổng tai C, tức là đã nâng cấp hơn so với phiên bản cũ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai cái phiên bản này với nhau. Phiên bản mới có dung lượng pin là 2000 mAh nhưng tốc độ vòng quay chỉ là 200 vòng trên 1 phút. Ngoài ra thì có trọng lượng nhẹ hơn nên bạn sẽ đỡ mỏi tay hơn. Cả hai phiên bản đều đi kèm 3 đầu cọ sàn. Tuy nhiên thì cái đầu cọ sàn phẳng này thì phiên bản mới là to hơn, giúp chúng ta cọ sàn rộng nhanh hơn. Ngoài ra phần gắn vào động cơ được thiết kế khác nhau. Cái phiên bản mới thì có lỗ to hơn, thành ra chúng ta sẽ không sử dụng chung nhau cái phụ kiện được đâu. Của cái nào sẽ dùng cho cái đó. Phiên bản mới đã nâng cấp cái dây sạc là thành cổng tai C, sẽ giúp sạc nhanh và bền hơn. Đây, cổng tai C. Các cái điện thoại đời mới cũng đều sử dụng cổng tai C. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp để dùng thử. Đây là phần thân chứa pin này. Thì cái phần thân này cũng được thiết kế khác đi. Đẹp hơn đấy, ở phiên bản mới đẹp hơn. Cũng có cái rắc cắm sạc ở trên đầu này. Cái phần móc treo này cũng đã được thiết kế cố định luôn, không phải đóng mở nữa. Và phần thân này được thiết kế dày hơn. Cảm nhận thì phiên bản mới có vẻ đẹp hơn, chất lượng nhựa tốt hơn. Trên thân máy thì sẽ có phần công tắc. Đây là công tắc tắt mở. Phiên bản mới ngắn hơn và có đường kính lớn hơn. Cái phần này là phần để kết nối với cái phần động cơ hoặc là cái phần thanh nối dài. Đây là phần động cơ đang được gắn với thanh nối dài. Và chúng ta quan sát thấy là cái thanh nối dài của cái phiên bản mới là dài hơn so với phiên bản cũ. Đây chính là nguyên nhân mà phiên bản mới nhẹ hơn phiên bản cũ một chút. Còn đây là phần đầu để các bạn gắn với các cái đầu chổi. Phiên bản mới có thêm viền cao su màu xanh này để giúp các bạn đỡ bị trượt khi mà tháo ra. Ngoài ra thì phiên bản mới có thiết kế chống nước tốt hơn, nhờ hạn chế các cái ốc. Đây có hai cái ốc này. Ở phiên bản cũ thì sẽ chống nước kém hơn. Phiên bản mới các ta thấy cũng ít ốc hơn đấy ạ. Còn đây là lắp vào. Lắp vào phiên bản mới thì các bạn phải đúng cái cạnh của nó thì mới lắp được nhá. Xong. Bây giờ nó sẽ lắp vào phần thân để nó cung cấp điện dùng thử. Đây chỉ là phần thanh nối dài thôi. Các bạn tùy chọn dùng ngắn hoặc dùng dài đều được. Còn bây giờ tôi sẽ gắn vào phần thân trực tiếp. Các bạn gắn cắm vào. Khi muốn tháo ra thì các bạn sẽ bấm vào nút màu xanh nhé. Tương tự vậy phiên bản cũ cũng là gắn và cắm vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho chạy thử. Các bạn bấm công tắc nguồn này là nó chạy. Hai cái đầu này là thiết kế khác nhau nhé. Phiên bản mới là to hơn nên là chắc là sẽ hiệu quả hơn với phiên bản cũ. Đường kính nhỏ. Chúng ta có thể thay các cái đầu khác. Đây là đầu để lau kết hợp. Các bạn có thể vừa lau sàn hoặc là lau các khe cạnh tường.
ta lại bấm chạy. Và ở cái phần đầu này thì các bạn thấy là có vẻ như cái phiên bản cũ nó hơi đảo hơn so với phiên bản mới, nhờ vào cái thiết kế phần gắn ấy nó khác nhau, nên là phiên bản mới này các bạn thấy là nó quay đều hơn so với phiên bản cũ. Đây, các bạn nhìn rõ hơn. Cái chổi này có khả năng chống nước IPX4 nên chúng ta có thể sử dụng trong nhà vệ sinh thoải mái được, vì nó có thể tiếp xúc với nước mà. Chúng ta sẽ dùng như cái chổi thông thường, có điều là chúng ta sẽ đỡ phải di chuyển nhiều, chỉ việc dí vào và nó sẽ lau sạch. Lực khá là lớn đấy, giữ tay cũng khó. Với cái lực quay này thì các bạn sẽ đánh cái vết bẩn rất hiệu quả, rất là khỏe. Và nếu mà chẳng may bị kẹt ấy thì nó sẽ tự động dừng. Ví dụ tôi sẽ giữ hết sức để cho nó bị dừng và tự động tắt luôn. Này cũng vậy, cả hai phiên bản đều là tự động hoàn toàn. Để tiếp tục sử dụng nó chỉ việc tắt bật trở lại là xong. Cái thời lượng khi mà sạc đầy pin ấy, các bạn có thể dùng được lên tới là 50 phút. Trọng lượng của cái chổi này chỉ khoảng 0,85 cân. Nên là không quá nặng, các bạn có thể sử dụng lâu dài. Để thay thế thì nó tắt đi và rút ra và chọn các cái đầu chổi khác. Đây là chổi để lau sàn phẳng, cũng rất là khỏe. Tốc độ lên tới là 200 vòng trên 1 phút. Đây là cái đầu để lau các cái cạnh khe, cái đầu nhọn. Mấy cái đầu này thì cũng giống như phiên bản cũ thôi, chỉ có đầu lau sàn phẳng thì nó to hơn một chút. Bây giờ tôi sẽ thử nối dài. Các bạn sẽ gắn thêm cái phần thân nối dài. Trong cái thân này có dây điện nên là vẫn truyền điện tới cái phần động cơ. Cái này các bạn có thể lau ở trên cao hoặc ở những vị trí mà khó tiếp cận, vẫn hoạt động như bình thường. Về tổng thể thì hai phiên bản này dài là như nhau, chỉ khác nhau cái phần nối dài và phần thân chứa pin thôi. Còn lại thì tổng chiều dài vẫn là khoảng hơn 1 mét một chút. Như vậy là chúng ta so sánh hai cái phiên bản này cũng không khác biệt với nhau lắm, có thể mua phiên bản nào cũng được. Tuy nhiên nếu có điều kiện thì chúng ta chọn một phiên bản mới, chắc là sẽ có những cải tiến hơn một chút. Vâng. Để xem thêm thông tin về chiếc máy cọ rửa nhà vệ sinh của Ohela phiên bản NS03, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.